cơ quan khí tượng Nhật Bản JMA cảnh báo người dân ở phía tây Honshu và Shikoku chuẩn bị cho mưa lớn và gió mạnh, đồng thời dự báo bão Sansa sẽ tiếp cận những khu vực này vào đầu tuần tới. Ngày 23 tháng 8, bão Sansa tiếp tục di chuyển về phía bắc từ vị trí phía tây quần đảo Mariana. Cơn bão được dự báo sẽ mạnh lên thành bão cuồng phong trong ngày 24 tháng 8, có áp suất trung bình là 985 hectopascal với sức gió duy trì tối đa là 108 km/h, gió giật lên tới 162 km/h. Bản tin dự báo bão của GMA cho thấy bão San Sa sẽ mạnh lên khi di chuyển về phía Nhật Bản. Đến chiều ngày 24 tháng 8, cơn bão dự kiến sẽ có áp suất trung bình là 975 hectopascal, với sức gió duy trì lên tới 126 km h và gió giật lên tới 180 km h Đến chiều ngày 25 tháng 8, cơn bão được dự đoán sẽ mạnh lên hơn nữa, với sức gió duy trì lên tới 144 km h và gió giật lên tới 216 km h sau khi di chuyển về phía Bắc, bão San San được dự báo sẽ chuyển hướng về phía Tây, tiến về phía Tây Bắc cho đến sáng ngày 27 tháng 8 và duy trì cường độ. Sau đó, cơn bão được dự đoán sẽ chuyển hướng Đông Bắc, tiếp cận hoặc đổ bộ vào các đảo Khonsu hoặc Shikoku vào sáng ngày 28 tháng 8, có khả năng duy trì ở cường độ bão trước khi suy yếu khi di chuyển vào đất liền. Các nhà chức trách đang khuyến khích người dân gần đường đi dự kiến của cơn bão chuẩn bị ứng phó với gió mạnh và mưa lớn, cũng như khả năng xảy ra xét đánh, lở đất và lũ lụt. Ngay cả các khu vực ở sườn phía đông của cơn bão, cách xa trung tâm bão cũng có thể phải đối mặt với thời tiết bất lợi khi san sai đến gần. Theo Crescent News, điều kiện khí quyển không ổn định do một rạch áp thấp dự kiến sẽ di chuyển ở phía tây Nhật Bản và không khí ẩm do luồng khí quyển từ áp cao Thái Bình Dương tràn vào khiến việc dự báo đường đi của bão trở nên khó khăn. Người dân ở các khu vực có khả năng bị ảnh hưởng được khuyến cáo nên theo dõi sát quỹ đạo của bão Sansa. Vào đêm ngày 22 tháng 8, Hà Nội và các tỉnh phía Bắc đã trải qua một đêm mưa lớn kèm theo rông và sấm sét dữ dội. Trận mưa này do ảnh hưởng của rạch áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao. Theo Trung tâm Mạng lưới Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chỉ trong vòng 1 giờ đồng hồ, khu vực Bắc Bộ bao gồm cả Hà Nội đã ghi nhận hơn 1.000 cú xét. Trong đó, khu vực có xét nhiều nhất gồm Lạng Sơn, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Hòa Bình sấm xét đi kèm với mưa lớn đã gây ra nhiều ảnh hưởng tiêu cực. Mưa lớn kéo dài suốt đêm khiến nhiều tuyến phố nội thành Hà Nội bị ngập sâu, gây khó khăn cho việc đi lại và sinh hoạt của người dân. Sức gió mạnh kèm theo dòng lốc đã làm đổ nhiều cây xanh trên các tuyến đường. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng nay 23 tháng 8, ở khu vực phía đông bắc bộ và Hòa Bình mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 22 tháng 8 đến 8 giờ ngày 23 tháng 8 có nơi trên 100 mm như Phong Phú Hòa Bình 195,2 mm, Đồng Quang Thái Nguyên 190,4 mm, Minh Quang Vĩnh Phúc 125,3 mm, Cát Bà Hải Phòng 183,2 mm, Quan Hoa Hà Nội 195,4 mm. Từ sáng ngày 23 tháng 8 đến đêm ngày 24 tháng 8, thời tiết ở khu vực phía Đông Bắc Bộ và Hòa Bình mưa vừa mưa to và rông cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 50 tới 100 mm, cục bộ có nơi trên 200 mm từ ngày 25 tháng 8 mưa lớn ở khu vực phía đông bắc bộ và hòa bình khả năng giảm dần. ngoài ra ngày và đêm 23 tháng 8 ở khu vực phía tây bắc bộ và thanh hóa mưa rào và rông rải rác cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15 tới 30 mm có nơi trên 100 mm. chiều tối và tối ngày 23 tháng 8 ở khu vực tây nguyên và nam bộ mưa rào và rông rải rác. Từ đêm ngày 24 tháng 8 đến ngày 1 tháng 9, Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa rào và rông vài nơi. Trong đó, đêm 24 tháng 8 và từ đêm 28 tới 29 tháng 8, khu vực này mưa rào và rông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Dự báo thời tiết 10 ngày tới, trung bộ chiều tối và đêm mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt. Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và rông vài nơi, trong đó chiều tối và tối mưa rào và rông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa rông khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, mưa lớn có thể gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết hiện nay hiện tượng Enso đang trong trạng thái trung tính. Dự báo thời kỳ từ tháng 9 tới tháng 11, Enso có khả năng chuyển sang trạng thái La Nina với xác suất 60 tới 70%. Trong thời kỳ dự báo chuyển pha từ trung tính sang La Lina, hoạt động của bão áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông có khả năng xuất hiện ở mức sấp xỉ đến cao hơn trung bình nhiều năm. Trung bình nhiều năm là 5,9 cơn. Trong đó, số cơn đổ bộ vào đất liền có thể cao hơn so với trung bình nhiều năm, trung bình nhiều năm 2,9 cơn và tập trung nhiều ở khu vực Trung Bộ và các tỉnh phía Nam. Trong tháng 9, nắng nóng vẫn còn khả năng xảy ra ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ. Sang tháng 10, nắng nóng chỉ có thể xảy ra cục bộ ở các khu vực này. Trong khi đó, mùa mưa tại Trung Bộ có khả năng xuất hiện tương đương so với trung bình nhiều năm vào khoảng cuối tháng 8 và nửa đầu tháng 9. Mưa lớn tập trung chính vào tháng 10, tháng 11. Tổng lượng mưa ở Bắc Bộ từ tháng 9 tới tháng 10 phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm từ 10 tới 30%, riêng khu vực Tây Bắc tháng 10 thấp hơn từ 5 tới 15% so với trung bình nhiều năm, sang tháng 11 phổ biến thấp hơn từ 10 tới 30%. Trung bộ từ tháng 9 tới tháng 11, tổng lượng mưa phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 10 tới 30%, riêng các tỉnh phía Bắc khu vực này tháng 11 phổ biến thấp hơn từ 5 tới 15%. Tây Nguyên và Nam Bộ từ tháng 9 tới tháng 11, tổng lượng mưa phổ biến ở mức cao hơn từ 5 tới 20% so với trung bình nhiều năm. Đáng chú ý, cơ quan khí tượng cho biết, không khí lạnh sẽ bắt đầu hoạt động từ tháng 9, tháng 10 và xu hướng gia tăng tần suất và cường độ mạnh dần từ tháng 11. Dù không khí lạnh được dự báo bắt đầu xuất hiện từ tháng 9, nhưng nhiệt độ trung bình tháng 9, tháng 10 trên cả nước phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm, từ 0,5 tới 1 độ C. Tháng 11 phổ biến ở mức sấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Từ tháng 12 năm 2024 tới tháng 2 năm 2025, không khí lạnh tiếp tục gia tăng cường độ tần suất, hiện tượng rét đậm rét hại diện rộng ở miền Bắc có khả năng xuất hiện vào nửa cuối tháng 12 tương đương so với trung bình nhiều năm. Trong tháng 1 và tháng 2 năm 2025, rét đậm rét hại tiếp tục xuất hiện trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc. Cần đề phòng khả năng xảy ra những đợt rét đậm rét hại kéo dài khoảng 5-8 ngày, kèm theo hiện tượng sương muối băng giá ở vùng núi khu vực Bắc Bộ. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ khoảng tháng 9 đến tháng 11 năm 2024, trạng thái La Nina có thể xuất hiện với xác suất 60 tới 70%. Do tác động của La Nina từ tháng 9 đến tháng 11, hoạt động của bão, áp thấp nhiệt đới trên khu vực biển Đông có khả năng ở mức sắp xỉ đến cao hơn trung bình nhiều năm là 5,9 cơn. Trong đó số cơn bão, áp thấp nhiệt đới đổ bộ vào đất liền có thể cao hơn so với trung bình nhiều năm khoảng 2,9 cơn. Dự báo khu vực miền Trung và các tỉnh phía Nam có thể là nơi đổ bộ chính của các cơn bão, áp thấp nhiệt đới trong khoảng thời gian này. Cơ quan khí tượng cũng lưu ý, thời gian này cần đề phòng các cơn bão hình thành ngay trên Biển Đông với diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường và khả năng đổ bộ đất liền rất cao. Từ đầu mùa bão đến nay, Biển Đông đã xuất hiện một áp thấp nhiệt đới và hai cơn bão gồm bão số 1 Malaska và bão số 2 Brapirun. Cả ba cơn bão áp thấp nhiệt đới này đều hình thành ngay tại Biển Đông. Trong đó, áp thấp nhiệt đới và bão số 2 dị thường, trái quy luật. Áp thấp nhiệt đới hình thành và hoạt động trên biển Đông trong thời gian từ 13 đến 16 tháng 7 đã hướng về đất liền các tỉnh miền Trung thay vì các tỉnh miền Bắc hay đi lên Trung Quốc như quy luật khí hậu thường thấy. Cơn bão số 2 hoạt động trên biển Đông trong thời gian từ ngày 19 đến ngày 23 tháng 7, bão có diễn biến dị thường khi suy yếu trên đảo Hải Nam rồi nhanh chóng mạnh trở lại ở vịnh Bắc Bộ. Thời điểm mạnh nhất, bão đạt cấp 10, giật cấp 12. Sáng sớm ngày 23 tháng 7, sau khi di chuyển vào vùng biển ven bờ khu vực Quảng Ninh, Hải Phòng, cường độ bão giảm nhanh xuống cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới với cường độ mạnh cấp 7, giật cấp 9. Trên đất liền Quảng Ninh, Hải Phòng ghi nhận gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, cấp 9, giật cấp 10. Mưa lớn kỷ lục đã bao trùm khắp các tỉnh miền Bắc sau khi bão số 2 quét qua, gây ngập lụt nghiêm trọng ở một số địa phương như Địa Biên, Hà Nội.